Tự dưng đánh thắng thành nhà quay các bạn nhá. Mình đánh chơi chơi không nghĩ là thắng rồi, thế là thắng. Chúng ta cùng xem là bên mình thắng nhau nhá. Rồi đây là Angel đối phương. Không to mấy nhỉ, đang yếu ấy. Hút tôi đằng sau ấy đam to lắm, phản kích to lắm. Quả lấy một cú đa băng không chói được nó à. Nó đá nó chết luôn ấy. Đầy mình cũng chết. Lão Đông Tàn thì không sử dụng cô nít, thay vào đó anh quay xe qua qua Angel. Theo mình thấy thì cô nít chít rồi, Angel mỗi con có một điểm mạnh nhé, khó để nói rằng ai là mạnh hơn ai, rất khó luôn. Hô tô của mình đâu rồi? À, máu thằng người thằng trang béo chết hết luôn. Tưởng con hô tô chết rồi. Từ hồi mình chuyển qua dùng cái hồn Devil nó tốt hơn hẳn các bạn ạ. Rồi, Angel dính điện ly thì sát thương bằng không. Mạnh đến đâu thì chẳng nữa thì sát thương cũng bằng không. Rồi, bây giờ mình kích hoạt chuyển hóa công thủ trăng, đúng như vậy. Rồi, hai con Angel đập nhau. 7, 8, 8 triệu sát thương. Riêng Angel là phải một hit thật là đau nó mới chết rồi. Kiểu nhây nhây nó hồi nó giật lên 3 lần mỗi lượt thì cũng khó xếp phết đấy. Cú đấm băng của mình sắp chết rồi.
Rồi, 20 triệu sát thương. Nhìn chung thì lượt 20 là lượt mạnh nhất của con Angel. Con Angel có một cái nội tại là tăng công vô hạn các bạn ạ. Nên nên là con này đánh càng lết càng khỏe luôn. À, là sau này chắc là mình có khi mình phải kiếm một cái bộ hồn lực nào đó thật là tốt đấy. Phải nói rằng bên đối phương chưa có phương án để giết được mình. Angel các bạn thấy chưa đủ sức sát thương đúng không? Bên mình thì thế nào lại nhây hơn bên họ? Mình nghĩ là một phần nhờ vào thằng Trang Béo. Nó hồi sinh, nó búp nhiều lần, nó ám khá ghê đó. Rồi, và Cullabang có lẽ đang là tốt hơn so với Maxima. Thắng được ảo nhỉ? Hơi ảo luôn. Rồi, Maxima các bạn nhìn thấy có vẻ dễ chết hơn khá nhiều. Chờ mới lôi biến hình nhỉ. May quá, có nộ ấy. Hồ Tử có nộ không thì chưa chắc trận này mình đã thắng. Có nộ giúp nó hồi gần như full bình. Similoi chủ sát thương. Rồi, Trang Béo lại chết. Và tất nhiên lại hồi sinh. Rồi, 5,7 triệu sát thương. Đánh vào Maxima thì tất nhiên là bị giới hạn sát thương rồi. Đấy, có điều Maxima sẽ nhanh chóng chết thôi. Bắt đầu mình thấy cảm giác Maxima bị nhiều con cho ăn đòn hơn rồi đấy. Rồi, hội xưa mới lôi đánh nhau thì lâu lắm. Với việc Yashiro của đối phương chưa mạnh lắm, thì thành ra bên mình không bị gọi là uy hiếp. Rồi, đỡ đòn. Cũng hết 8 triệu sát thương.
Rồi, chết Maxima rồi. Bên mình đổi trang béo Maxima. Hời đấy. Trang béo mình quá nhiều mạng. À, đứt thêm cú la băng nữa à? Nhanh ấy. Rồi, các bạn để ý rằng so với lượt đầu tiên thì đến tầm này Angel đối phương cũng đã tầm to hơn rất nhiều rồi. Lượt 10 rồi các bạn ạ. Không biết nó cộng dồn bao nhiêu tầng tấn công rồi. Nên là nhìn ngay nó ngay lúc đầu mà coi thường thì đúng là sai lầm rồi các bạn. Rồi, bên Feta bắt đầu cũng đam cũng to dần đều rồi đấy. Rồi, một pha búp phải gọi là chồng chéo lên nhau luôn. Semi lôi phản kích thì à đâu tổng vừa phản kích vừa tung chiêu 4 đến 5 lần luôn các bạn. Rồi, Saiki bên đối phương cũng đứng lên nằm xuống rất nhiều rồi, sổ thổ chết rồi. Đối phương gần như không còn vị trí phòng thủ nữa rồi. Feta thì còn có Saiki nữa. Saiki đối phương mình cảm giác yếu hơn Saiki bên mình, có lẽ là đồ thiên về tấn công. Ngoài ra thì bên mình vẫn còn một con phòng thủ hàng trước và con Hutaru. Hutaru hàng sau thì không có khả năng phòng thủ cao mấy rồi, Angel biến hình rồi. À, chúng ta cùng xem Angel sát thương bao nhiêu. Rồi, 13 triệu sát thương và tất nhiên là phải nổ miễn chí tử rồi. Tí nữa chúng ta sẽ xem Angel với đối phương. Kinh khủng đúng không các bạn? Nội sát thương quá quá bắt đầu từ lần 10 trở đi thật sự là đá đồng tiền bát gạo ấy. Đây là chưa có bát môn. Có điều nếu như không dứt điểm thì các bạn nhìn thấy các võ sĩ hồi máu nó giúp cho team hồi máu nhanh lắm. Khi mà Athena xông sung trận thì cái tỷ lệ hồi máu còn tăng nữa. Rồi bên mình gần như đang khống chế toàn bộ đối phương rồi. Hiệu ứng của Semiloi là rất khó chịu. Con Angel là một con mình thấy cũng nhiều điểm yếu á. Thua ở chít hỏa khoản không có giới hạn sát thương, không hồi sinh, 3 lần bị chí tử. Hết 2 lần rồi. Chết luôn rồi hết rồi à? Ê, đam to thế. Có điều Semiloi của bên mình có vẻ là anh vẫn ngon hơn Semiloi đối phương. Rồi, Saiki bên mình cũng đứng lên nằm xuống không biết bao nhiêu lần rồi. Bên đối phương chảy máu cũng quá ghê gớm luôn đấy. Rồi, Semiloi hồi sinh. Sau lần hồi sinh sẽ chết nhanh thôi. Athena chưa bật biến hình nhá. Hotaru nhây nhá. Hột được làm bảo tối Hotaru siêu nhây. Rồi, quả này mà không bị dính điện ly thì Angel lại có highlight. Đam nó ảo lắm. Rồi, Hotaru bật mệnh trí tử lần cuối chăng? Mình đoán là như vậy. Có điều bên đối phương cũng sẽ phải có người làm xuống. Ấy, bên đối phương máu giật những quả bom. Rồi, Hotaru đối phương khả năng cũng là bật miễn chí tử gần cuối rồi. 3 vs 3 thôi.
May con Angel lần này không tuyệt kỹ, nó mới giết thằng Saiki thì bên mình ấy, chả còn cái gì mà phòng thủ. Bố nó trồn ấy. Ok, không máu hết. Chả còn ai đây đâu mà viện trợ mà tham chiến nữa. Rồi. Saiki hồi đầy mình, đây là một pha dứt điểm của bên Feta này, hên này thắng đấy. Rồi, phòng thủ của khả năng phòng thủ của Angel là quá yếu luôn. Rồi, Angel còn một mạng biến đổi cuối cùng. Sói Q ấy đã giúp cho Hotaru đối phương hồi sinh. Hên đấy. Nhưng mà muộn rồi. Các bạn để ý rằng đối phương vì chưa có con võ sĩ đả gọi đủ mạnh, thành ra dùng Hotaru làm vị trí sát thương chủ lực. Nó hơi phí đi, làm cho phòng thủ mềm hơn. Còn đâu Hotaru sát thương thì theo mình thấy là vẫn không thể nào sánh được với bọn đẻ đâu. Tất nhiên là nó đã giết hại bên mình rất là nhiều chiến sĩ rồi, nhưng mà so với bọn đẻ này không thể bằng được. Rồi, cũng hồi sinh tiếp, khiếp thật đấy. Mao xóa kiểu đối phương hên đấy. Có điều đấy, bên mình đánh dựa sự bền bỉ đúng không? Đấy, không phải dựa vào số lần miễn chí tử. Cực bền luôn. Lượt 16. Thế mà thắng được nhỉ? Thế các bạn thấy Athena vẫn ngon mà. Athena mình cho tham chiến ấy ngon. Chả nhẽ mình nếu không tham chiến mình cũng không vứt đi đường mà. Thay ai thì mình trở rồi đấy Athena. Nhưng mà thế bây giờ các bạn bảo thay Angel với ai bây giờ nếu như mà không vứt thay Athena. Khó phết đấy nhá. Khó phết. Ấy, một hit là bay mà này. Angel ấy đánh đau lắm. Lết thấm lắm, một đầy bình của thằng Saiki một chí một phát hết sạch máu. Ok, hỏi hẹn bạn là trong các video clip tiếp theo nhá. Ăn mày trận này. Thử em biết đâu đấm sâu côn lại được. Không sâu côn nó có côn nít. Rồi là đội hình full môn, lão kia thì lão cũng xài Angel như mình. Tưởng thắng. Thôi à, hẹn lại bạn trong video tiếp theo.